không nha hai chị em ăn nhá. Titi ngồi thẳng lên sao mà cứ ngồi khom 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 thế, mẹ không thích đâu nhá Titi nhá. Ngồi kiểu đấy, ngồi thẳng lên như chị gấu kìa. Gấu khoanh chân lại đi con, gấu mình ngồi kiểu đấy. Khoanh chân giống mẹ này. Mẹ đeo vào tay vào bóc cho nó đỡ bị. Ui. Cái đồ ơi, mẹ quên không lấy cái, để mẹ lấy cái túi thì mẹ bỏ bỏ không nhá. Mẹ bỏ vỏ vô đây chứ mẹ quên không lấy cái tô lên để bỏ vỏ rồi. Nó thích ăn tôm đúng không? Không biết Titi có ăn tôm không nha. Titi để yên mẹ bóc cho rồi chị từ từ ăn à, từ từ ăn lấy nào. Đó. Mẹ bóc để ra đĩa anh nhớ nha. Đây. Từ từ chờ em đó con. Để mẹ bóc nhiều lên rồi hai chị em ăn luôn. Chứ mà đứa ăn trước đứa ăn sau. Tôm này thì mẹ hấp cây nước dừa rồi ấy. Ăn xem có ngon không. Nhưng mà hôm nay mẹ mua con tôm không được to lắm. Nó hơi nhỏ. Hơi to. Ừ. Đi chờ mẹ nha. Chị gấu cũng đang chờ mẹ kìa. Thế con lấy cho em một con đi. Đây này. Đây. Con ăn đi, con ăn đi. Cái này của em. Con đưa cho em. Rồi, đi đi ăn đi. Này của con đây. Ngon nào, ngon nhờ, mẹ hấp cái nước dừa ấy, ăn ngon lắm. Thì ăn nhiều lên hai chị em mà ăn nhiều thì để sau mẹ mua tiếp. Bỏ tiêu ăn hả con? Chồng lên ăn đi chứ. Ngon là chị có ăn hết đấy. Thì ăn nhiều lên cho nhanh lớn nha. Gấu hả nha. Tôm này hôm nay không được to lắm. Hơi nhỏ nha. Nhỏ thì ăn nhiều con đúng không? Nhỏ. Nhưng mà nó chắc thịt mà nhờ. Đúng không? Nước kìa. Ừ đúng rồi, nước. Nước ở trong con tôm nó chảy ra. Ở mình không gần biển nên là cũng không mua được con tôm tươi lắm đâu. Đúng không? Ở đâu mà gần biển này. Bắt tôm lên, bắt cá lên xong phải ăn ngay ngon lắm. Ngọt lắm. Bắt biển cho tôm đúng không? Đúng rồi, tôm này tôm biển á. Con tôm biển nên là ăn nó chắc thịt. Còn ba con nữa thôi. Đấy, nhìn thì nhiều thế nhưng bóc ra có được mấy đâu. Ti cũng ăn gần hết con rồi. Ti ăn tôm giỏi thế. Ăn tôm có nhiều canxi ấy. Ăn nhiều canxi là ăn cao lớn. Nhanh cao lớn. Do cái này mẹ nấu kỹ quá hay sao nó bị khô con tôm. Con uống thuốc đau bụng hả? Dạ. À, đâu có bị làm sao đâu mà đau bụng. Đi cầm lên ăn đi con. Để con đau bụng lên. Hả? Bụng uống thuốc. Bây giờ đau á? Đau bụng. Bây giờ đau á? Sao lại đau bụng? Đau bụng. Thế con cứ ăn đi rồi chỉ là mẹ cho con uống thuốc nhá. Ăn đi. Bây giờ mẹ đem đi bỏ cái vỏ này xong rồi mẹ cho con uống thuốc. Con cứ ngồi con ăn đi nhá. Anh em ngồi ăn đi. Để mẹ bưng xuống mẹ đổ cái vỏ này đi lại nhá. Thế ngon à.
xù xí hết rồi. Hôm nào mẹ đưa đi cắt tóc nhé. Để mẹ đi vứt cái vỏ này lại nhá. Đi thi sao hả con? Mắt cái này không ăn được hả? Sao vậy không ăn hả? Không ăn hai chị em không ăn mẹ buồn nhá. Mẹ mua bao nhiêu tiền đấy? Tôm đắt tiền lắm á. Thôi ngồi lại chơi đi, để mẹ đi dọn nữa nhá. Hai chị em ngồi đi chơi đi.